lên sóng cho anh chị một chiếc Vios 2019 anh chị nhá. Phiên bản tự động 1.5 bản ECVT mà giá nó chỉ hơn 300 thôi, rẻ như số sàn anh chị ạ. Chiếc này sản xuất 2019 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2020, xe còn rất là mới. Phân khúc hạng B, siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Đời này thì máy của nó là máy màu trắng rồi, chạy thì nó rất là tiết kiệm. Mức tiêu hao nhiên liệu anh chị đi đường trường nó chỉ có 4,9 lít cho 100 km. Em quay chi tiết một vòng từ sơn si cho đến thân vỏ nội thất. Anh chị muốn xem thêm ảnh hay là đăng ký giấy tờ thì vào Zalo em gửi nhé. Số điện thoại là 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834. Phiên bản 2019 này nó có rất là nhiều túi khí an toàn. Có cho mình tất cả 7 túi khí. Nguyên khu vực người lái là đã được 3 cái túi khí rồi này. Còn hành người ngồi ghế phụ này, ghế bên cạnh là cũng có 2 túi khí an toàn, phía sau 2 túi khí nữa. Giá chỉ hơn 300 thôi. Form dáng đẹp chưa ạ? Những cái trang bị đầy đủ hết, bao gồm đèn gầm với cả xi nhan trên gương. Xe đang có nước sơn là màu trắng sứ. Tất cả 4 bánh đều là phanh an toàn, phanh ABS và la răng đúc. Option của nó rất là đầy đủ. Giá này em thùy bán thì chỉ bằng giá số sàn thôi anh chị nhé. Cái mức tiêu hao nhiên liệu anh chị tham khảo ở đây này. Đường trường là 4,9 lít, đường hỗn hợp 5,7. Còn đi phố đi đô thị nó rơi khoảng tầm 7 lít. Dòng Vios thì chạy rất là bền. Phía sau là cũng được trang bị cho mình hai mắt cảm biến này. Bao đẹp, bao chất, bao zin. Cái phần đèn của xe đây anh chị nhá, tính ra là cũng được 4-5 năm rồi. Nhưng mà cái đèn nhìn nó còn rất là mới, không có chỗ nào là ố vàng hay là chớp hơi nước cả. Đây, đèn là đẹp xịn luôn này anh chị này. Nhiều chiếc mà chủ xe người ta đi không cẩn thận, người ta gây nứt đèn ấy, thì nó sẽ bị chớp hơi nước anh chị nhá. Đây là không, hoàn toàn là không có anh chị nhá. Bao zin cho mình. Hai mắt cảm biến lùi này. Ở đây là nội thất ở bên trong. Những cái khu vực tablo, tabli là được phối cái màu đen với cả cái màu vàng cam. Màu kem, màu này gọi là màu kem. Rộng rãi, nếu mà xong phân khúc hạng B thì dòng Vios này có cái nội thất thiết kế là rộng rãi nhất phân khúc. Ngồi mình để chân nó rất là thoải mái này, còn có cả bệ để tay uống nước này. Xi nhan trên gương, rồi gương kính chỉnh điện, cục điện là đầy đủ anh chị ạ. Cân bằng điện tử chống trơn trượt. Để em nổ máy nhé, phiên bản này sẽ là chìa khóa cơ. Nói chung là xe càng ít option thì càng ít khi hỏng vặt. Một chiếc Vios nồi đồng cối đá giới thiệu đến anh chị này, vô lăng còn rất là mới này. Vô lăng nguyên bản của xe thì có được tích hợp thêm cho mình một vài phím bấm như là tăng giảm âm lượng, đàm rồi chuyển bài, có cả chuyển bài anh chị ạ, tăng giảm âm lượng này. Đây cái phần vô lăng còn mới đẹp cho mình. Màn hình đồng hồ hiển thị sẽ là đồng hồ kiểu cơ như này. Chưa trang bị gì nhiều, tất cả vẫn là nguyên bản, đầu đài CD nguyên bản theo xe. Anh chị về thì mình có thể lắp thêm màn, mình có thể để nguyên cái đài mình dùng thì mình nghe đài. Còn đâu mình thích lắp thêm màn thì mình có thể lắp màn DVD hoặc là mình lắp thêm màn Android cũng được. Hộp số tự động vô cấp, hộp số CVT. Cái hộp số này thì nó sẽ là cái hộp số chuyển số, nó mượt mà hơn anh chị nhé. Bảy túi khí an toàn này. Đăng kiểm phí đường bộ thì đến tháng 11 2024, vẫn thoải mái cho anh chị mình sử dụng. Đây, trước ngực này, trên cột này, đặc biệt là có cả túi khí ở phần đầu gối nữa anh chị ạ. Phiên bản này thì sẽ là phiên bản nhiều túi khí an toàn nhất. Mọi người thiện chí thì vào Zalo và hotline của em để em gửi thêm thông tin. Số điện thoại là 0789 299 111 hoặc là 0839 834 834.
Còn bây giờ thì em xin phép là em sẽ kết thúc clip của mình ở đây. Hẹn gặp lại anh chị ở clip tiếp theo. Em xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.